Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Ngày đầu video cũng cho mình gửi lời kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành nha. Xem video mình giải trí cho vui. Mình xin mời các bạn ha. Trước giờ vô thăm cái bẫy đầu tiên thì mình quay đồ nghề trước cho các bạn xem cái mình vô mình thăm nha. Thì hôm nay mình đi thăm là 25 cái bẫy chồn nha các bạn. 15 cái bẫy nhỏ này và 10 cái bẫy lớn khổng lồ nha. Mình mới làm cái lồng để đựng chuột đó các bạn. Một bên là đựng chuột còn một bên đựng sóc nha các bạn. Mình làm vậy cho nó gọn để đựng túi lưới, nó cắn nó phá túi lưới quá các bạn ơi. Thì đi ở trong đây thì mình cũng mang theo là chuối nha các bạn, với lúa để cho chuột ăn. Mình đánh bẫy lớn thì mình đánh hai thứ mồi nha các bạn, chuột và chuối. Còn bên đây thì mình mang theo là ba cái bao nữa các bạn, cái bao để có di dời bẫy là đừng nhìn thấy ha. Với ba cái túi lưới, hôm nay đi ba cái túi lưới nha các bạn ơi. Mình giữ kìm dao ha, với đồ nghề ở đâu có con chuột nữa các bạn. Nó vô đây nó ở đâu ngoài hôm tới giờ mình sẵn đồ sẵn á. Ôi lời con chuột luôn. Giờ cái bẫy đầu tiên của mình đặt ngay chỗ cái góc bờ đó các bạn. Là mình xin mời các bạn vào hâm luôn ha. Coi nó có may mắn không nha. Thì nói chung là mình nói là rừng nhưng mà thật ra là ở đây không phải là rừng quốc gia nha các bạn. Này là mình đánh như ở trong mấy rừng cao su rồi với rừng tràm nữa nha các bạn, chứ không phải là mình không có vô trong rừng quốc gia đánh đâu nha các bạn. Này cái bẫy đầu tiên mình này. Ôi đợt rồi đầu tiên mình bắt con sóc, đợt này sao nó chết quớt rồi các bạn ơi nè. Ôi chết rồi, nó vô nó ăn hết cục hết chuối của mình mà sao nó không sập nè các bạn ơi. Có vấn đề rồi nè. Nè ha, mình đánh hai trái chuối nó ăn hết một trái rồi ha, còn một trái kế bên còn nè các bạn, mà nó không sập do con chuột nhỏ nha các bạn. Cái cò này nặng quá để mình chỉnh lại. Rồi mình đi thăm cái bẫy khác nha các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này mình đặt ngay cái bờ tường luôn, trong cái hàng rào người ta luôn. Hôm rồi mình dính được một con chuột vàng đó các bạn. Ở đây còn có rồi sập luôn nữa các bạn, con chuột vàng các bạn ơi. Tiếp tục nữa em chuột nữa ngay đây, ngay đây chuột dữ thiệt chứ. Em này bự đi sợ lên các bạn, cái nó có dính là được rồi. Phải bắt hết chuột rồi mới tới chồn nha các bạn. Chuột cũng chạy nhanh hơn. Con này không dữ các bạn, con này hiền. Chuột này chuột hiền. Rồi mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Ở đây mình có một cái nữa các bạn. Bên đây là vườn cao su nha các bạn. Bên kia là vườn cao su. Vườn cao su già nha các bạn. Còn đây ngoài bìa ranh vườn cao su có cái gốc cây khổng lồ nha các bạn, ghê không? Cây này nó cao khoảng 50 mét nha các bạn. Hả? Quá đã không các bạn? Cây này cây dầu nha các bạn. Giờ này mà còn được cây dầu bự gì là khổng lồ gì là tiền không á nha các bạn. Và cái bẫy mình đặt ở cái bờ tường ngay đây nè. Này là ngoài cái bìa ranh, còn ở bên kia là vườn cao su nữa các bạn. Còn ngoài kia là lộ luôn, người ta xe cộ luôn, người ta đang chạy rầm rầm luôn. Cái bẫy mình đặt được rồi nghe đây, dính con chuột đó các bạn, rồi sập nữa các bạn. Con gì đây? Trời ơi, con chuột nữa các bạn ơi. Được rồi, nghe đây mình dính con chuột cắm, này dính con chuột cắm mỗi lần này con thôi. Được rồi, dính nhanh con này. Giờ mình dính con này đó, mà con này tơ các bạn. Được, nó thấy cái máy mình đưa vô gần á, cái nó vậy. múa, nó múa các bạn. Thấy ghê không, dữ ghê không? Rồi,
thôi mình bắt nó ra rồi mình đi giết các bạn ơi. Rồi tiếp tục, ở đây mình có con cái nữa nha các bạn. Rồi cái bẫy khổng lồ nha các bạn. Hồi nãy mình thăm một cái bẫy khổng lồ bên kia rồi nó không có. Giờ qua tới cái bên này. Thì ở đây mình đánh có. Trời ơi, rồi xong rồi các bạn ơi. Rồi mất rồi. Trời ơi. Dính con gì rồi các bạn ơi. Ôm cái bẫy mình mất tiêu rồi. Đây. Cái bẫy mình đánh mình xiền vô gốc cây nè các bạn. Hàng con gì nó dính con gì nó cắn nó xả cái gốc cây này hả các bạn. Nè. Rồi dính con gì rồi các bạn ơi. Hình như dính con trùng các bạn ơi nè, dấu giò nè. Cái này dính con trùng mướp hay gì các bạn nè, dấu giò nè, tròn tròn này ha. Trời ơi. Các bạn thấy ghê không? Cái bẫy mà mình xích vô gốc cây mà là vẫn mất hen các bạn thấy ghê không? Chặt xích lấy luôn các bạn thấy ghê không? Khủng khiếp không các bạn? Đó, mình đặt cái bẫy này ha. Rồi, thôi mình đi thăm cái bẫy khác các bạn ơi. Cái bờ gào này mình có một cái bẫy nhỏ nữa các bạn ơi. Giờ mình thăm hết bẫy nhỏ mới tới bẫy lớn nữa nha các bạn. Ok. Người ta ham người ta lấy thì bỏ các bạn ơi. Chút nữa cho mình dính lại con khổng lồ cái thì gỡ lại tiền bẫy à. Rồi sập rồi các bạn. Trời ơi con sóc bự lắm các bạn ơi. Vô rồi. Từ xa nhìn thấy con sóc khổng lồ rồi. Quá đã các bạn ơi. Trời ơi con sóc đất mà vậy mà nó bự dữ lắm á nha các bạn. Cái này đã dài dữ lắm rồi. Thôi con này con sóc bông các bạn ơi. Không phải con sóc đất. Sóc bông luôn. Trời ơi lần đầu tiên mình đặt dưới đất dính sóc bông các bạn. Ha. Mình đặt sóc chuột với sóc đất không chứ không có sóc bông, không có đặt sóc bông nha các bạn mà dính con sóc nè. Kính lòng luôn, quá đẹp. Hệt hồn nha các bạn. quá đã rồi, ngon rồi. Hôm nay mình khai trương cái lồng mới để đừng sóc mình làm được em sóc bông rồi các bạn. Ủa con này nó bự dữ lắm các bạn ơi. Quá đã. Già lắm rồi. Cái bụng giả cam luôn. Rồi thôi mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Bẫy nhỏ mình hôm nay hất khu quá, chạy chậm quá. Đây, mình đặt sau cái gò đất này. Gòi sập rồi các bạn. Con gì đây? Trời ơi, con chuột vàng nữa các bạn ơi. Em nó nằm kìa. Ủa, nó bự. Được. Chạy nó. Ây da, gặm quá các bạn ơi. Dính là được. Chuột sóc tròn gì cũng được, có dính là mừng rồi các bạn. Quá bự ha. Rồi mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Ở đây mình có một cái nữa nha các bạn. Ở đây mình đặt gần hơi gần nhà ra các bạn ơi. Rồi sập rồi các bạn. Sập rồi con gì đây. Rồi sập. Con sóc các bạn ơi. Rồi em sóc tóc bự lắm. Da đợi đụng nhánh cây các bạn, không có cảm các bạn ơi, đụng nhánh cây nha, cái máy lật lên đây sóc đất vậy là bự lắm nha các bạn. Em nói vậy là khổng lồ nha các bạn. Quá đã. Rồi mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Tục ở đây mình có một cái nữa nha các bạn, người bên kia mình có một cái nữa. Hai cái là kia bên luôn. Giờ trong chậu người ta chó nó sủa các bạn. Trong đây nó hơi gặm nha các bạn. Đúng đây đây. Rồi sập rồi các bạn. Con gì đây? Trời ơi con chuột các bạn ơi.
cái chỗ im vậy mà chạy đi chỗ gãy nó cũng được, dính là được à. Đây. Quá đã. Rồi mình qua thăm cái kế bên coi có không nghe các bạn. Rồi ở trong đây cái tiếp theo là các bạn mà sợ chó la sủa quá, gần nhà. Rồi sập rồi các bạn ơi. Trời ơi con chuột nữa các bạn ơi. Thấy nó làm im ru rồi biết rồi. Rồi. Ôi con chuột. Bự. Đó. Ghê không các bạn. Rồi bắt mình qua mình thăm hai cái nữa là hết bẫy nhỏ rồi, bắt đầu mình sang thăm tám cái bẫy lớn nữa nha các bạn. Ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Còn có một cái bẫy nhỏ này với một cái bẫy nhỏ nữa là hết rồi các bạn ơi. Rồi đâu mình qua thăm tám cái bẫy lớn. Những cái pha mà không dính mất bẫy mình bỏ bớt nha các bạn. Rồi dính này các bạn, dính này. Vô rồi. Em sắp nữa các bạn ơi. Ui, không có đồ nữa các bạn ơi. Sóc đất là về là dữ lắm nha các bạn. Sóc đất khổng lồ luôn ha các bạn. Vậy là dữ lắm bự nha. Rồi mình bắt nó ra rồi qua hầm một cái nữa các bạn ơi. Các bạn ơi, cái bẫy còn lại cái bẫy nhỏ hồi nãy mình thăm á, bị sự cố nha các bạn. Bị có người ta bắt cái con gì rồi xong ta trả cái bẫy lại mình bỏ, mình không có quay cho nó đỡ mất thời gian các bạn xem ha. Rồi mình về tới cái, mình đi đến cái chỗ mà khu vực mà nó có hay có trùng hương dính nè các bạn. Thì mình còn có 6 cái bẫy lớn nữa là hết nha các bạn. Hai cái lần kia mình thăm cũng không có, có người mình cũng bỏ qua nha các bạn. Giờ mình còn 6 cái bẫy lớn nữa hết rồi. Giờ mình vô. Ngày chỗ này hôm hởm mình bắt con hương nè các bạn. Hôm clip trước á. Giờ cái này nó có không nha các bạn. Rồi. Chết rồi các bạn ơi, không sập. Không sập nha các bạn. Còn nguyên ha. Chuối còn nguyên ha. Rồi, để mình đổi chuối mới rồi cái mình đi tiếp các bạn ơi. Mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Ở giạc Bình Bác này mình có một cái nữa nè. Còn có 3 cái nữa hết rồi các bạn ơi. Mấy cái kia nãy cũng không có. Mình thăm liên tiếp 3 cái, 2 cái rồi cũng không có, mình bỏ qua luôn nha các bạn. Rồi. Sập rồi các bạn ơi. Hình như là cái gì đây? Trời ơi con hương nữa rồi các bạn ơi. Rồi vô rồi. Vô rồi nè các bạn. Đó. Đây em ở đây. Đó, nó nằm nó kênh mình nha các bạn. Vô rồi các bạn ơi. Vô rồi nè các bạn ơi. Ôi con này nhỏ các bạn ơi. Em này chừng ký rưỡi chứ sao rồi các bạn ơi. Hủ hế ra. Đó. Ôi, mình đưa cái máy vô gần lại trời mình liền các bạn tắp đi ha. Thấy ghê không? Đó. Nhỏ nhưng mà cũng hung nha các bạn. Con này nhỏ các bạn ơi. Đó. Con này chừng tầm bự không? Ôi con này sao nghe con trộm tơ các bạn ơi. Vô rồi ngon rồi. Trời ơi em này nữa là em thứ 3 nha các bạn ha. Là giờ mình cho các bạn biết luôn nha, mình nói cho các bạn biết luôn là những cái con này mình đánh về mình không có bán thịt đâu nha các bạn. Mình để lại hết, mình đóng chuồng nha, mình thần nó luôn nha các bạn. Là ở nhà mình bắt được 2 con đực rồi nha các bạn. 2 con trùng hương đực với 1 con mướp ha. Với 2 con trùng heo con nha các bạn. Là hiện bây giờ là nếu mà luôn con này nữa là mình được là 3 con hương rồi nha các bạn. Con hương thứ 3 nè. Với con mướp là 4 con rồi các bạn ơi. Mình được 6 con rồi. Để mai mốt mình quay mình chia sẻ. Mình thân được mình quay chia sẻ cho các bạn xem nha. Những thằng này là mình không có bán đâu nha các bạn. Đó. Ghê không. Đó. Mình xích vô gốc cây nè các bạn. Rồi em này không lớn các bạn ơi. Để mình quay ngang cái bẫy ngang nè. Nó sừng nha các bạn. Đi. Đó, nãy cái máy mình vô các bạn.
Rồi em này tơ các bạn ơi. Nó ngừng như chó hay các bạn. Rồi quá đã các bạn ơi. Nó chen hết chuỗi mình rồi. Rồi cái sợi dây ấy nó làm nhận đời sau hả các bạn. Rồi để mình mở xích ra mình đem ra trống mình bắt nó nghe các bạn. Qua thăm hai cái nữa các bạn ơi. Đó. Quá đã, quá đã. Mình làm được ba em rồi các bạn ơi. Ba em chồng ngưng rồi. Chuyện này mình để mình thân nghe các bạn. Mình không có bán thịt nha. Đó. Dữ ghê hả các bạn. Quá đã, quá đã. Mình bị mất một cái lồng. Mình không biết dính con gì nha các bạn. Mình nghi dính con trùng bướp hay con trùng hương gì đó các bạn ơi. Quá hay. Cao nhân lấy cái mình cái lồng ha. Mình làm lại một con gỡ liền các bạn ha. Rồi để mình ra lấy đồ nghề. Mình bắt nó ra, ra cái một lát mình cân luôn cho con này luôn cho các bạn xem nha. Tại mình có mang cân heo các bạn. Cuối video mình sẽ cân cho nó có bao nhiêu nghe các bạn. Rồi các bạn ơi, mình đem nó ra đây chấm á. Mình bắt cho nó ra cái rồi mình qua hầm hai cái nữa cái rồi mình ra mình tổng kết video ngày hôm nay cho các bạn xem ha. Giờ mình tranh thủ mình bắt nó ra. Nó giờ nó cũng khờ rồi các bạn, vô chắc mấy ngày rồi. Cầm đi mà ha. Cầm đi mày. Giờ đang ngu ngày ngày ơi. Cũng lấy sẵn cái gai sẵn nha các bạn. Nó chạy ra cái gì con này nhỏ các bạn ơi. Còn nó mình chặn nó lại. Người cháu hết các bạn. Mè lại chứ để thôi nó chạy ra bắt các bạn. Ui. Cắn tao đi. Ra. Rồi cắn mình nữa chứ. Trời ơi. Cũng chơi mình luôn các bạn. Xương nó đã cắn mình rồi các bạn. Bỏ khẩu trang này nữa. Ghê không, ghê không? Bảo lên lại. Rồi. An toàn rồi các bạn. Chậm được cái cây là khỏe rồi. Cái máy nó cắn mình. Xong rồi các bạn ơi. Quá vất vả ha. Đó, người như chó các bạn. Thở như chó.
mình qua thăm hai cái nữa cái gì mình coi nó có không nha các bạn. À, mình ra mình kết thúc video cho các bạn xem cái mình về nha các bạn. Trời em này khoảng 1.6 á các bạn ơi, nặng lắm, thấy vậy chứ cũng nặng nè các bạn. Đến với cái bẫy cuối cùng các bạn, cái hồi nãy đằng kia không có mình bỏ qua luôn nha các bạn. Cái này ở trong cái rừng tràm con nè các bạn. Hồi bữa mình thấy có lối mòn đi, nó đi ngon lắm, cho nên mình vô mình đặt, vô mình kiểm tra xong mình đặt. Ồ chết quá rồi các bạn ơi, không sập tới đó luôn rồi nè. Rồi ủa chỗ ngóc im mỏng về đó, ở dưới này cái chân nó trống nha các bạn, đường mòn nó đi rất dữ ha. Rồi để mình lúa cũng còn luôn các bạn ơi, mình vô chuối mới rồi cái mình ra ngoài mình tổng kết cho các bạn xem cái thành quả của mình ngày hôm nay ha. Ở cái bẫy này còn nguyên nha các bạn, quá đẹp luôn cái bẫy, quá im luôn các bạn ơi. Bạn ơi mình thăm hết bẫy rồi, mình lại cái chỗ này nó mát mẻ nè, mình tổng kết cho các bạn xem cái thành quả mình, cái mình về nha các bạn. Mình làm được ba con sóc các bạn, một con sóc bông với hai sóc đất ha, với khoảng ký chuột nữa các bạn ơi. Để mình bỏ lá cây luôn cho để thôi nó cắn mình lấy ra cho các bạn xem cái mình về ha. Rồi mình cân cái con này rồi nó được nhiêu nghe các bạn, thì mình hồi nãy cũng có nói rồi, thì ở nhà mình đã bắt được hai con hương đực nha các bạn. Rồi con này là về mình kiểm tra coi đực hai cái, còn con mướp với hai con chồng heo mình cũng để lại mình nuôi luôn nha các bạn, mình không có bán nha các bạn. Và cây cân của mình là giờ nó là 00 nha. Trời ơi bò giờ về tới chỗ mình này kìa các bạn. Trời ơi 1.845 lận các bạn ơi. Trời mình đón con này khoảng 1.6 thôi nha các bạn, mà 1.845, vậy là trừ bì ra 100g là con này còn lại 1.745 các bạn ơi. Trời ơi vui ngon lành về mình kiểm tra nó coi được hai cái nha các bạn. Nếu mà cái nghĩa mình sẽ nuôi chung với hai thằng kia luôn, cho nó bắt có cặp nha các bạn. Thử coi mình có thần nó được không nha các bạn, nếu mà thần được thì mình sẽ sau này mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem ha. Mình chia sẻ cho các bạn biết luôn. Thôi video mình đến đây nó dài quá rồi, cả nhà và các bạn cho mình kết thúc tại đây ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like ha, và một cái đăng ký kênh ủng hộ cho kênh mình mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã dành thời gian xem hết video ủng hộ mình. Xin chào, hẹn tất cả các bạn video sau.